Thưa quý vị và các bạn, theo chuyên gia y tế, với những bệnh lý nhiễm virus khác, sau khi khỏi bệnh là xong. Tuy nhiên, với COVID-19, virus vẫn tiềm ẩn trong cơ thể khoảng 230 ngày. Do đó, một số trường hợp dù lúc mắc bệnh không có biểu hiện gì, nhưng sau đó lại xuất hiện tình trạng hậu COVID-19 với các triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, khó thở, tiêu chảy, mất ngủ, hồi hộp, nặng ngực. Do vậy, bệnh nhân hậu COVID-19 cần thăm khám khi có các biểu hiện bất thường để kịp thời phát hiện, điều trị. Chị Nguyễn Thị Kim Hiếu ở thành phố Nha Trang là một trong số những người từng mắc COVID-19. Nhờ được tiêm 2 mũi phòng COVID-19 trước đó, nên lúc nhiễm SARS-CoV-2, chị không có nhiều triệu chứng và chỉ sau 1 tuần đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau khi khỏi bệnh, chị Hiếu nhận thấy sức khỏe bản thân giảm sút và xuất hiện một số triệu chứng gây ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của mình. Vì thế, chị tìm đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Sau khi bị thì tôi bị giống đi cầu thang thì nó rất là mệt, nó hụt hơi và cảm thấy cái sức của mình nó yếu hẳn so với lại lúc đầu. Cho nên có một vài công việc mà ban đầu thực hiện rất dễ dàng, nhưng mà sau này thì tôi gần như là không thực hiện được luôn. Kể từ đầu dịch đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận hơn 64.000 người nhiễm COVID-19, trong đó hơn 62.000 người đã được điều trị khỏi bệnh. Tuy nhiên, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ có di chứng hậu COVID chiếm từ 10 đến 20% trên tổng số người mắc. Với tỷ lệ này cho thấy, COVID-19 không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, đe dọa sức khỏe của người bệnh ngay khi nhiễm virus, mà có từ 40 đến 80 triệu người trên thế giới phải chịu ảnh hưởng không nhỏ từ di chứng của hậu COVID-19. Chuyên gia y tế khuyến cáo, những người sau khi nhiễm COVID-19, nếu có các biểu hiện di chứng như khó thở, hụt hơi, tức ngực, stress, mệt mỏi và mồ hôi, đau đầu, ho kéo dài, chóng mặt, ù tai, thay đổi vị giác, khứu giác, v.v. kéo dài, nên đến cơ sở y tế để có hướng dẫn cách chăm sóc, phục hồi chức năng, tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống. Khi hậu COVID thì người ta thường có những triệu chứng đó là rụng tóc, mệt mỏi kéo dài, nhức đầu, mất ngủ, giảm khả năng tập trung và có thể bệnh nhân lo âu, trầm cảm. Thứ hai là người ta có thể mất vị. Ba nữa là có thể chán ăn, nóng rát vùng đau vùng dạ dày, tiêu chảy và có một số trường hợp sốt, mặc dù đã qua giai đoạn nhiễm SARS-CoV-2. Trước nhu cầu khám, điều trị, chăm sóc hậu COVID-19 trên địa bàn tỉnh tăng cao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thành lập và đi vào hoạt động phòng khám hậu COVID-19 từ ngày 10 tháng 2. Đây là bệnh viện công đầu tiên trên địa bàn tỉnh thành lập phòng khám hậu COVID-19. Vì đưa vào hoạt động phòng khám hậu COVID-19 nhằm cung cấp dịch vụ tầm soát và điều trị toàn diện các di chứng của COVID-19, đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, qua đó chăm sóc, điều trị bệnh nhân từng mắc COVID-19 sớm trở lại cuộc sống bình thường. Phòng khám hậu COVID được mở tại phòng khám của Trung tâm Dịch vụ Y tế thuộc Bệnh viện tỉnh. Thì phòng khám có được sự hỗ trợ của nhiều bác sĩ với đa chuyên khoa. Các bác sĩ rất giàu kinh nghiệm trong công tác điều trị và thăm khám bệnh nhân. Đồng thời với đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên tay nghề cao, có tinh thần trách nhiệm và rất là tận tâm với bệnh nhân. Kết hợp với những chiếc trang thiết bị máy móc hiện đại, thì với những cái lợi thế như thế thì chúng tôi tin rằng cái việc thăm khám, hỗ trợ bệnh nhân sẽ ngày một tốt hơn. Mặc dù hiện nay phần lớn chúng ta đã được bảo vệ bởi vaccine, giảm khả năng gây bệnh nặng. Tuy nhiên, từ số liệu trên cho thấy, di chứng của hậu COVID-19 vẫn có thể xảy ra ở trường hợp nhẹ, kể cả thể không triệu chứng. Chính vì vậy, mỗi người cần tránh tâm lý chủ quan trong bối cảnh đại dịch vẫn là mối đe dọa và gây ra nhiều biến chứng, để lại di chứng hậu COVID-19. Cách tốt nhất để phòng ngừa các di chứng COVID-19 là không để nhiễm bệnh.